Bí mật giúp thần chứng khoán kiếm tiền từ khi mới 13, tuổi trẻ sẵn sàng làm điều này, phần đời còn lại tuyệt đối không hối hận. Bài học này đã được Warren Buffett đề cập đến trong các lá thư gửi cổ đông thường niên của bác Hathaway, và ông đã nhấn mạnh nó một lần nữa ở thời điểm 16 năm sau. Trong một năm thị trường chứng khoán có nhiều biến động, khối tài sản gia tăng lớn như vậy đã giúp Warren Buffett thu hẹp khoảng cách với Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Tỷ phú Musk là CEO của Tesla và đang điều hành Twitter khối tài sản dòng của Elon Musk hiện đã giảm 90,5 tỷ USD sâu với cùng kỳ năm ngoái. Do nền kinh tế suy yếu, cùng với việc CEO công ty bị phân tâm bởi thương vụ mua lại Twitter, cổ phiếu Tesla đã lao dốc. Theo Bloomberg Billionaire Index, Warren Buffett hiện là người giàu thứ 6 thế giới. Hơn 10 năm trước, Warren Buffett đã đưa ra lời khuyên dựa trên những kinh nghiệm của bản thân. Đến 2021, ông nhắc lại một lần nữa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của bài học này lời nhắn nhủ của ông dành cho tất cả mọi người gói gọn trong một câu nói hãy phát triển tính cách lập dị của bạn khi còn trẻ trước hết cần có một định nghĩa cho từ lập dị mọi người có thể đã biết đến nó nhưng không phải ai cũng hiểu chính xác nó không chỉ có nghĩa là kỳ lạ hay bất thường mà thay vào đó nó còn có nghĩa đi chệch khỏi cách sử dụng hoặc hành vi thông thường hoặc được chấp nhận đặc biệt là theo những cách kỳ quặc hoặc mới lạ vì vậy tại sao chúng ta nên lập dị khi còn trẻ trước hết hãy nhìn lại thời thơ ấu của buffett điều đặc biệt được ghi nhớ Buffett tự nhận xét mình có tính cách lập dị khi còn trẻ và ông đã mang theo nó ở đỉnh điểm khi trưởng thành và thậm chí là cuối tuổi trưởng thành. Hiện ông đã 92 tuổi. Năm 7 tuổi, ông hầu như thuộc lòng một cuốn sách xuất bản năm 1936 có tên Một nghìn cách kiếm một nghìn đô la. Năm 13 tuổi, ông khai thuế lần đầu tiên. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ đối với vị tỷ phú này. Ông thậm chí có thể kể lại chi tiết những gì đã xảy ra từ thu nhập đầu tiên với công việc giao báo. Các khoản khấu trừ bao gồm 35 đô la cho một chiếc xe đạp và cuối cùng là hóa đơn thuế 7 đô la. Ở tuổi 20, sau khi biết rằng người cố vấn, người thầy và người anh hùng gần gũi của mình Benjamin G. Am là chủ tịch của Geico, Buffett đã bắt chuyến tàu tới Washington, thuyết phục một người gác cổng cho ông vào trụ sở công ty bảo hiểm vào cuối tuần và dành 4 giờ trò chuyện ngẫu hứng với trợ lý cho chủ tịch công ty, người sau này trở thành CEO. Nhiều thập kỷ sau, những điều lập dị này đã dẫn đến điều gì? Hiện nay, Buffett là một trong những người giàu nhất thế giới, kiếm được hơn con số 1.000 đô la rất nhiều lần. Các tờ khai thuế gần đây của ông cao hơn 2 mét và bác Hathaway là một trong những công ty nộp thuế nhiều nhất đất nước. Hai mặt của đồng xu. Tất nhiên, không thể khẳng định rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể đạt được thành công tài chính của Buffett chỉ đơn giản bằng cách phát triển sự lập gì khi còn nhỏ. Nhưng vẫn có những điều đáng để chúng ta học hỏi ở đây. Đối với Buffett, những tư duy kỳ quặc thường đi đối với những quyết định quan trọng có tính cách mạng cho dù bạn định nghĩa thành công là sự vượt trội về tài chính thành tích nghề nghiệp con đường nghệ thuật hay chỉ đơn giản là trở thành một người có ích thì tất cả đều có hai mặt của nó đây là quy luật của tự nhiên khi nhìn vào một vấn đề không thể đưa ra cái nhìn phiến diện mà quên đi mặt còn lại trước hết phải khuyến khích những người trẻ tuổi khám phá nhiều hơn và nắm lấy những điều nói lên sở thích đam mê và những đặc điểm riêng của chính họ nhưng đồng thời chúng ta cũng cần khuyến khích họ tìm hiểu cách vận hành của thế giới không theo đuổi đam mê của họ một cách mù quáng mà thay vào đó là học cách tìm ra những thứ có hiệu quả trong thực tế và thu hẹp khả năng theo đuổi của họ xuống một số ít trong số họ có thể truyền cảm hứng cho đam mê của họ tính lập dị không phải là điều dễ thấy và đặc biệt không phải ai cũng nhìn ra điểm tích cực hoặc tương lai sự khác biệt này có thể mang lại điều gì khi con người càng lớn lên do tác động của xã hội và nhiều yếu tố khác chúng ta thường đánh mất cái gọi là bản sắc để bản thân phù hợp hơn với tiêu chuẩn của số đông điều đó vô tình đánh mất những tiềm năng của chúng ta bởi vậy mỗi cá nhân cần lắng nghe và thấu hiểu chính bản thân mình tự tìm ra đam mê và sống hết mình với những hoài bão và sự khác biệt của chính mình đồng thời các bậc cha mẹ và những người xung quanh cũng phải học cách chấp nhận và thúc đẩy sự khác biệt của con em mình đây là một kho báu của mỗi người biết cách khai thác cuộc đời ắt sẽ thành công theo inc